Quý vị, tổng doanh thu thương mại điện tử năm 2018 của Việt Nam ước tính vào khoảng 8 tỷ đô la Mỹ và dự báo sẽ lên đến 15 tỷ đô la Mỹ vào năm 2020 theo một thống kê của Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số thuộc Bộ Công Thương. Đấy là mục tiêu trong điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên còn nhiều lý do để người dân Việt Nam vẫn rụt rè với mua sắm online. Một trong số đó có thể được cảm nhận qua clip đang thu hút nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội tuần qua. Vận chuyển và giao nhận đứng top 5 trong các quan ngại của người dùng trước khi mua hàng online theo Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số. Nhưng khả năng là thứ hạng này cũng dễ được cải thiện sau khi clip này được lan truyền trên mạng. Kiểm tra độ bền trước khi giao hàng cho khách luôn. Công ty làm việc có tâm quá. Làm ăn giờ thì lương tháng thôi, lương tâm mất rồi. Báo sao trả lần nào nhận được gói hàng tử tế. Tôi sợ mua hàng online luôn rồi. Bên cạnh đa số các bình luận tiêu cực, cũng có những ý kiến cho rằng không nên quá bức xúc vì đây cũng chỉ là một quy trình làm việc đúng với tiêu chí tiền nào của nấy. Chi phí thấp thì dịch vụ như vậy là tương xứng rồi. Nếu công ty đảm bảo các mặt hàng được ném khi phân loại là hàng không dễ vỡ thì cũng chấp nhận được. Tìm kiếm trên mạng, nếu gõ giao hàng tốc độ, bạn sẽ có ngay khoảng 97 triệu kết quả. Nhưng mà nếu tìm giao hàng cẩn thận, kết quả chỉ bằng 1/4 số đó. Đánh vào tâm lý khách hàng, các doanh nghiệp giao nhận ra đời đều lấy các danh từ, tính từ như là nhanh, tiết kiệm, gắn liền với thương hiệu để cạnh tranh thị phần. Nhưng mà nhanh phải đi cùng với chất lượng, còn cứ nhanh nhẩu đoảng, chưa chắc đã thắng. Bởi trong hệ sinh thái phát triển của thương mại điện tử, không thể thiếu đi logistics, nhưng mà chắc chắn không có chỗ cho những dịch vụ kém chất lượng.